Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về bàn cờ quân sự thế giới và tình hình diễn ra tại Trung Đông cũng như là tại Đông Âu ngày hôm nay. Nói về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thì Hoa Kỳ đã mất quyền lãnh đạo thế giới, rơi vào cái bẫy chiến lược thảm khốc ở tại Trung Đông. Trong khi đó Nga tuyên bố quyết không đội trời chung với lại Ukraine. Đây là những gì để chúng ta thấy sau hơn một năm diễn ra xung đột ở tại Đông Âu đã khiến cho vị trí của Hoa Kỳ, vị thế của Hoa Kỳ hoàn toàn bị sụt giảm và mất quyền lãnh đạo. Trong ngày 20 tháng 11 thì Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa vệ tinh do thám quân sự thành công, khiến cho cả Mỹ, Hàn và Nhật đều lo ngại. Và đương nhiên tất cả mọi lời phản đối dù cứng rắn tới mấy đến từ Hàn, Mỹ, Nhật đối với Triều Tiên nó không có giá trị. Mỹ, Hàn và Nhật không thể gây áp lực cho Triều Tiên được. Mỹ, Hàn, Nhật cho mình cái quyền được giám sát Triều Tiên, cho mình cái quyền được răn đe Triều Tiên, cho mình cái quyền được tập trận đổ bộ quy mô lớn, thậm chí cả ném bom giải thảm và vũ khí hạt nhân tập kết tới khu vực Đông Bắc Á, áp lực lên Triều Tiên. Nhưng tất cả những hành động đó đối với Triều Tiên nó giống như là muỗi đốt inox, không có giá trị. Nhưng với những hành động mới đến từ Triều Tiên đều khiến cho Mỹ cùng với phương Tây tập thể không thể không run sợ được. Bản thân ông Macron ngày hôm nay cũng lo ngại về cái mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Thế nhưng bản thân phương Tây tập thể thì lại không nhìn thấy cái mối lo ngại của cả thế giới với cái cỗ máy chiến tranh là NATO trong mối quan hệ bành trướng mở rộng của các quốc gia lớn phương Tây như là Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Họ cho rằng những vấn đề của thế giới là vấn đề của họ. Còn vấn đề của họ, họ cho rằng là những vấn đề của họ là vấn đề của thế giới. Họ cho cái điều đó, nhưng họ không quan tâm tới cái lợi ích của các quốc gia dân tộc ở trên toàn cầu này. Còn tình hình ở tại Trung Đông thì chúng ta cũng đã thấy có một động thái mới đến từ Yemen. Yemen ấy. Yemen ngày hôm nay là một lực lượng thân Iran và hiện tại đang thực hiện hành động là phong tỏa Biển Đỏ. Sau khi mà bắt cái con tàu được cho là liên quan Israel thuộc quyền sở hữu của Nhật Bản, đã bắt con tàu này. Và toàn bộ những tàu thuyền đi qua Biển Đỏ sẽ đều bị lực lượng Yemen coi đây là những con tàu có liên quan tới Israel và đều bị bắt giữ. Động thái này của Yemen ấy, nó đang dẫn dắt cả Mỹ và Âu rơi vào cái bẫy chiến lược ở tại Trung Đông về vấn đề logistics, ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề kinh tế và giá năng lượng sẽ tăng phi mã. Dù các quốc gia Trung Đông không áp đặt các lệnh trừng phạt là không xuất khẩu năng lượng cho các quốc gia thân nó là Israel. Bởi vì chúng ta biết rằng là kênh đào Suez chiếm một thị phần rất lớn giao thương trong nền kinh tế Á và Âu, cực kỳ rất lớn. Nhưng để từ Hoa Kỳ, châu Âu đi qua kênh đào Suez thì bắt buộc phải đi qua điểm cuối cùng để đi vào Ấn Độ Dương là khu vực Biển Đỏ. Nó nằm trong cái quyền kiểm soát của Yemen. Vậy thì ngày hôm nay Yemen cũng đang phong tỏa khu vực Biển Đỏ. Một đòn chí mạng vào logistics trong âm mưu của Hoa Kỳ muốn kiểm soát Đại Trung Đông, muốn kiểm soát logistics ở trên thế giới. Mà Yemen tuyên bố cái tuyến đường này sẽ bị phong tỏa cho đến khi Israel dừng giết hại dân thường ở tại dải Gaza, dừng tạo ra thảm họa diệt chủng ở tại nơi đây. Đây là một tuyên bố cứng rắn đến từ Yemen. Và những vấn đề diễn ra tại Trung Đông, người ta đang nhìn nhận thấy Mỹ đang là kẻ dẫn đồng minh của mình rơi vào cái bẫy chiến lược phức tạp ở tại Trung Đông. Trong ngày 21 tháng 11 thì chúng ta cũng đã nhìn nhận BRICS và BRICS cộng đã có một cuộc họp khẩn. Và Liên bang Nga đã tuyên bố là BRICS sẽ trở thành bên quan trọng để giải quyết những vấn đề ở trên dải Gaza. Trong cuộc họp khẩn đó thì Trung Quốc, Nga và các bên đều kêu gọi
là ngừng bắn ngay lập tức ở tại giải Gaza. Còn quốc gia Nam Phi thì đã bỏ phiếu thông qua cắt đứt tất cả ngoại giao với Israel. Nó đang thể hiện tinh thần của thế giới lên án kịch liệt với hành động diệt chủng, tội ác chiến tranh của lực lượng Israel dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Âu ở đây. Và làn sóng ủng hộ Palestine vẫn đang diễn ra tại châu Âu và tại Hoa Kỳ chưa ngừng nghỉ. Đây là những bất ổn chính mà Mỹ đang từng bước dẫn dắt đồng minh của mình rơi vào cái bẫy phức tạp và chiến lược ở tại Trung Đông, là dẫn tới thất bại chiến lược ở tại Trung Đông. Tưởng chừng quyền lãnh đạo của Mỹ, tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ khiến cho các quốc gia Trung Đông và địa Trung Hải sẽ bị lùi bước. Nhưng ai biết được rằng cho đến ngày hôm nay, họ không có dấu hiệu lùi bước mà đang xây dựng vững chãi một bức tường thành cùng với BRICS và BRICS cộng để lên án hành động bạo lực đến từ lực lượng Israel. Thế thì trong cái tình thế mà ở tại Trung Đông ấy, cực kỳ là phức tạp và căng thẳng, thì bỗng dưng nổi lên một quốc gia ở khu vực châu Mỹ Latin, đó chính là Argentina ấy. Thì với cái đảng đối lập đã thắng trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, và người thắng trong cuộc bầu cử vừa rồi theo đường lối tân tự do là thân phương Tây. Và quốc gia này đến ngày hôm nay chúng ta biết là mức độ lạm phát nó đã lên tới từ 124% đến 140% rồi. Tức là dao động của lạm phát nó cao như vậy. Tức là ngày xưa mà ăn bát phở 50.000 thì ngày hôm nay ở tại Argentina nó lạm phát như vậy thì sẽ phải ăn bát phở lên tới hơn 100.000. Hơn 100.000, tức là lạm phát vượt quá 100% rồi. Hơn 100.000. Đây là vấn đề lớn của Argentina. Tức là đồng tiền của Argentina ngày hôm nay nó không còn giá trị nữa. Thế thì đảng đối lập lên ngôi thì có một lời tuyên bố giống như là Rumawe năm xưa, là quyết định sử dụng đồng đô la là đồng tiền thanh toán chính, chi tiêu chính cho đất nước. Quá tuyệt vời luôn. Đây sẽ là một anh hề Zelensky tiếp theo ở tại châu Mỹ Latin. Sẽ là một anh hề tiếp theo ở đây. Đây sẽ là một quân bài của Mỹ nhằm chấn áp toàn bộ những quốc gia Trung Mỹ và Mỹ Latin, và sẽ trở thành sân sau của Hoa Kỳ. Nhưng mà con đường Argentina ấy, còn một lời tuyên bố nữa là sẽ không tham gia BRICS, mặc dù là một trong 6 thành viên mới trở thành thành viên của BRICS. Nhưng việc Argentina không trở thành thành viên của BRICS nó không gây hại cho BRICS mà có lợi cho BRICS. Vì đáng lẽ ra Argentina ấy, đi vào trở thành thành viên của BRICS nó sẽ giúp cho toàn bộ Mỹ Latin sẽ có chỗ đứng vững hơn và rời khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ. Bên cạnh đấy nó còn giúp cho nền kinh tế của Argentina sẽ khôi phục trở lại bằng chính đồng tiền nội tệ của mình, nhờ việc giao dịch bằng đồng tiền nội tệ với toàn bộ thành viên của BRICS. Với thành viên BRICS. Thế mà con đường đi hiện tại của vị lãnh đạo mới của Argentina nó sẽ dẫn dắt toàn bộ Argentina đi vào một vũng lầy giống như Ukraine và trở thành một Rumawe tiếp theo ở trên thế giới. Đây là những động thái tuyệt vời của tân lãnh đạo mới ở tại Argentina. Và bản thân ông ta khi lên nắm quyền, bắt đầu đắc cử đấy, đã cầm một cái cưa máy và hô hào quyết liệt cùng với người diễu hành ở dưới đường phố và tuyên bố rằng sẽ đưa Argentina vĩ đại trở lại. Ngay lập tức lãnh đạo của Mỹ, đặc biệt là cựu lãnh đạo Donald Trump, cũng đã gửi lời chúc mừng tới cho anh ta và tin tưởng rằng là với sự lãnh đạo của ông đấy theo tư tưởng tân tự do thì sẽ đưa Argentina vĩ đại trở lại. Vậy là bản thân Hoa Kỳ ngày hôm nay đang muốn gieo rất nỗi đau ở tất cả năm châu bốn biển. Câu chuyện ở tại Mỹ Latin ngày hôm nay, Argentina sẽ là một điểm nóng, sẽ là một điểm cực kỳ nóng đối với lại châu Mỹ Latin. Nhưng mà đáng tiếc vị thế của Mỹ về tầm lãnh đạo nó đã bị mất. Argentina có thể nhận tiền đến từ Hoa Kỳ, sử dụng đồng đô la làm đồng tiền giao dịch chính ở đất nước của mình. Nó không có nghĩa là cứu vớt được nền kinh tế của Argentina, mà nó biến Argentina trở thành một Ukraine tiếp theo.
nó sẽ trở thành một Ukraine tiếp theo đấy. Khi mà Trung Đông ngày hôm nay bản thân Mỹ và Âu đã trở thành một cái bước vào cái bẫy chiến lược rồi, đúng không? Bên cạnh đấy Argentina còn thể hiện tinh thần là ủng hộ cho Israel, thì chúng ta đủ hiểu rằng đây là một tay sai đắc lực được hậu thuẫn bởi phương Tây đã trở thành nhà lãnh đạo của Argentina và thể hiện ủng hộ cho cả Ukraine và lên án Nga và sẵn sàng đối đầu với cả Nga và Trung. Và đây là cái giá mà Argentina phải trả. Đối đầu với Nga Trung thì chúng ta biết rồi đấy. Đây là cái giá mà bản thân Argentina phải trả. Qua đây chúng ta sẽ thấy bản thân Mỹ đang cố gắng để lôi kéo thêm một số quốc gia, tạo dựng thế mạnh cho mình, tạo dựng thêm chân tay của mình để lấy lại vị thế lãnh đạo. Nhưng làm sao có thể lấy lại vị thế lãnh đạo của mình khi mà những vùng địa chiến lược quan trọng nhất để tạo dựng bước đệm đòn bẩy cho Mỹ đang bị mất. Từ Đông Âu đã bị mất, cho đến Trung Đông, cho đến Ấn Độ Dương, Châu Á Thái Bình Dương và ở khu vực Đông Bắc Á. Toàn bộ những khu vực này, vị thế của Mỹ đã không còn, tầm ảnh hưởng của Mỹ đã không còn nữa. Sự lãnh đạo của Mỹ đã kết thúc. Nó chỉ còn cái vấn đề mà kết thúc hoàn toàn, nó chỉ còn là vấn đề thủ tục trong thời gian mà thôi. Trong khi đó tình hình ở tại Ukraine thì chúng ta cũng đã thấy Ukraine thì vẫn cứ tuyên bố là từ chối tất cả mọi đường lối đàm phán. Mặc dù ông Zelensky thừa nhận tình hình ở trên chiến trường là vô cùng khó khăn, nhưng vẫn từ chối đàm phán. Bởi đơn giản Hoa Kỳ chưa thể chấp nhận sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine được. Và ông Zelensky, sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi tới Kiev và tuyên bố viện trợ cái gói viện trợ trị giá 100 triệu đô la đấy, thì chính ông Zelensky cũng đã gửi một lời cảnh báo dành cho gì ạ? Dành cho Hoa Kỳ, rằng Nga sẽ tiến về phía trước, rằng Nga sẽ sẵn sàng để đối đầu với cả Mỹ và NATO, rằng Nga có đầy đủ mọi sức mạnh để làm điều đó. Ý muốn nói tới phương Tây tập thể, nếu như viện trợ như hiện tại thì nó sẽ không đạt được bất kể một điều gì ở trên chiến trường, không đạt được một điều gì cả. Theo ông Zelensky thì Nga chưa sẵn sàng ngừng xung đột, do đó chúng tôi Ukraine không thể bàn đến hòa bình, khẳng định trên đường đi trên được đưa ra giữa lúc cuộc phản công Ukraine kéo dài gần 6 tháng qua, nhưng chưa đạt được bất kể đột phá nào trên chiến trường mà đang bị tổn thất vô cùng lớn. Tuy nhiên ông Zelensky đã bác bỏ thông tin này này. Ông tuyên bố rằng Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ theo đề xuất của cựu lãnh đạo châu Âu, cựu lãnh đạo NATO. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nguồn viện trợ từ Mỹ. Ngoài ra tình hình ở tại Trung Đông hiện nay cũng đang bất lợi cho Ukraine. Vậy là tình trạng ở tại Đông Âu ngày hôm nay nó đang mang lại sức mạnh và lợi thế cho Liên bang Nga, càng làm cho vị thế lãnh đạo của Mỹ bị mất đi chứ, đúng không? Ông Zelensky thừa nhận Ukraine không thể giành chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, bởi vì nguồn lực tài chính quân sự của Ukraine không đủ để đối phó với Nga. Ông cũng cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng Ukraine, các nước NATO sẽ là mục tiêu tiếp theo, sẽ rất nhanh chóng này, ví dụ như các nước Baltic, Ba Lan hay là các nước khác. Khi đó các vị sẽ buộc phải điều động quân đội, nếu không NATO cũng sẽ không còn, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Một lời đe dọa rất rõ từ ông Zelensky dành cho Mỹ và Âu khi mà đang chậm chế viện trợ để hỗ trợ cho cuộc phản công thất bại. Trong khi đó gần đây lại xuất hiện những video lực lượng quân đội Ukraine đang tích cực để đảo ngũ khỏi chiến trường, chạy trốn khỏi đất nước, không tham gia chiến đấu để chống lại quân Nga. Tình trạng giơ cờ trắng đầu hàng ở tại SK đang diễn ra, tình trạng tháo chạy khỏi SK cũng đang diễn ra. Về phía Nga thì Điện Kremlin nhiều lần khẳng định một câu, luôn để ngỏ khả năng đàm phán để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Mỹ và Anh không cho điều đó xảy ra, và Zelensky đã ký một sắc lệnh trở thành một đạo luật là không đàm phán với chính phủ Nga hiện tại. Mặt khác thì người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Với chúng tôi quan trọng nhất là đạt được các mục tiêu đề ra, do vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch, ông Peskov nói. Lời khẳng định của chính quyền Ukraine của Liên bang Nga từ đầu chiến dịch cho đến bây giờ chưa hề thay đổi. Có thể nói tiến trình xung đột vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Ông Zelensky cũng thừa nhận là Nga hoàn toàn không bị cô lập,
mặc dù phương Tây tập thể đã áp đặt 12 gói lệnh trừng phạt áp lên Nga với 17.000 lệnh trừng phạt, cùng với việc phong tỏa tài chính ngân hàng của Trung ương Nga. Nhưng Nga hoàn toàn không bị cô lập vì phần còn lại của thế giới vẫn giữ trung lập và làm ăn với Liên bang Nga. Điều này càng làm cho các gói trừng phạt hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nền kinh tế của Nga đang phát triển, nền kinh tế phương Tây đang sụt giảm. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Zelensky được cho là cố gắng làm giảm kỳ vọng của phương Tây. Ông thừa nhận rằng Ukraine hiện có rất nhiều thách thức và Kiev cần các kết quả thành công hơn trên chiến trường. Nhà lãnh đạo đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine không đạt được bất kỳ một kỳ vọng nào và đã tổn thất tới cả 100.000 binh sĩ. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào công nhận Crimea và 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát. Gần đây ông Zelensky đưa ra lời tuyên bố rất mạnh mẽ, quyết liệt. Mạnh mẽ quyết liệt là vậy. Nhưng mà trong nội các lãnh đạo giữa dân sự và quân sự của Ukraine ngày hôm nay thì đang bị phân hóa chia rẽ trầm trọng. Đe dọa một cách mạng Maidan thứ ba có thể diễn ra vào 2024. Ông Zelensky bất ngờ cảnh báo tướng lĩnh Ukraine chớ can thiệp vấn đề chính trị. Một lời đe dọa dành cho cán bộ quốc phòng sau khi mà gửi lời cảnh báo tới cho Mỹ ông. Ông Zelensky ngày hôm nay đã trở thành tâm điểm của tọa độ chết đến từ cả Mỹ, đến từ nhân dân Ukraine, đến từ quân đội Ukraine. Khó có thể tránh khỏi một cuộc đảo chính cách mạng Maidan trong năm 2024 theo đúng quy trình 10 năm một lần diễn ra ở tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo giới lãnh đạo quân sự nước này không nên can thiệp vào chính trị. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc có đồn đoán về rạn nứt nội bộ giới lãnh đạo của Ukraine. Không phải đồn đoán nữa mà nó đã là hành động. Đã có những cuộc thanh trừng nội bộ ở đây. Vậy là chính ông Zelensky cũng đã nhận thấy rằng bản thân mình có thể dính vào một chương trình nghị sự Maidan 3 trong năm 2024 bị lật đổ, thậm chí là bị tiêu diệt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với lại báo của Anh tờ The Sun mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky chủ yếu đề cập đến việc các sĩ quan quân đội tham gia vào chính trường nước này trong những năm sau khi mà Nga xâm nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tuy nhiên thì ông đề cập rõ ràng đến một số vị tướng hiện tại, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Zaluzhny. Với tất cả sự tôn trọng đối với tướng Zaluzhny và tất cả các chỉ huy có trên mặt trận chiến trường, chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ về hệ thống cấp bậc ấy. Không thể có 2, có 3, có 4 hay có 5, ông Zelensky nói. Ông Zelensky nhấn mạnh là luật pháp Ukraine chỉ cho phép một người có quyền ra quyết định trong thời chiến nhằm tránh đe dọa đến khối đoàn kết đôi dân tộc. Ông cũng cảnh báo các binh sĩ có thể bất tuân mệnh lệnh của tướng lĩnh quân đội nếu họ can thiệp vào chính trị. Mỗi chính đảng đều muốn có một số người trong quân đội này. Tôi cho rằng đó là một sai lầm rất lớn, ông Zelensky nói. Tướng Zaluzhny gây chú ý sau bài trả lời phỏng vấn với báo chí, đó là Economist. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói là cuộc phản công đã rơi vào bế tắc và không còn hy vọng nào trong tương lai. Thì đến ngày hôm nay Zelensky gửi lời đe dọa tới tất cả tướng lĩnh quốc phòng. Tổng thống Zelensky và văn phòng của ông ngay lập tức đã bác bỏ quan điểm của tướng Zaluzhny và chỉ trích tạm tại. Căng thẳng Kiev xuất phát từ tâm trạng u ám quanh chính phủ và những vấn đề thiếu hụt về viện trợ cũng như phản công thất bại. Lời cảnh báo chưa từng có, nó đang đe dọa về một Maidan 3 rất rõ ràng dành cho Ukraine. Trong khi đó thì Nga tuyên bố là tiếp tục chiến dịch quân sự biệt và quyết không đội trời chung với Ukraine. Quyết không đội trời chung với Ukraine. Thông điệp đang dần tiến tới mở rộng chiến dịch quân sự biệt và thống nhất dân tộc đã cận kề ở tương lai gần. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov cho biết là Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và quyết tâm đạt được các mục tiêu của mình đề ra. Với chúng tôi, vấn đề chính là phải đạt được các mục tiêu của mình. Để làm được điều đó, chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự, ông Peskov phát biểu với các phóng viên. Cùng ngày thì đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố là Nga sẽ không thể cùng tồn tại với chính quyền Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Điều này cho thấy Nga kiên quyết sử dụng chiến dịch quân sự
để đạt được các yếu tố của mình trên chiến trường, chứ không phải thông qua ngoại giao. Và con đường cuối cùng là lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giơ cờ trắng đầu hàng để kết thúc xung đột. Nhà ngoại giao cũng mô tả chính quyền Ukraine hiện nay là độc hại và Nga không thấy bất cứ lựa chọn nào để cùng tồn tại với chính quyền hiện tại của Ukraine. Nhà ngoại giao này khẳng định Nga đủ sức chống lại NATO cho đến khi lực lượng Ukraine bị đánh bại và phương Tây không còn hứng thú với chuyện hỗ trợ cho Kiev nữa. Nga tự tin là chống lại được cả NATO. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi binh sĩ Nga cuối cùng rút khỏi lãnh thổ của nước này, đồng thời khẳng định các đồng minh, đối tác phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ cho họ. Trong lời phỏng vấn với tờ The Sun của Anh, mới đây Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ở thời điểm hiện tại Ukraine không thấy bất cứ triển vọng hòa đàm nào với Nga để chấm dứt xung đột đã kéo dài gần 2 năm. Tình hình chiến trường khó khăn, rất khó khăn này. Vậy chúng tôi có nên giảng hòa hay không? Câu trả lời là không, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky sẽ không thể kết thúc xung đột nếu như lãnh thổ của Ukraine không được toàn vẹn. Qua đây chúng ta lại càng thấy Hoa Kỳ đã mất quyền lãnh đạo trên thế giới, mất tầm ảnh hưởng ở những khu vực rộng lớn và những địa chính trị chiến lược, và thậm chí mất cả tầm ảnh hưởng với đồng minh của mình. Ở Trung Đông tưởng chừng nó là một kế hoạch B mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ, thì đến ngày hôm nay nó lại trở thành cái bẫy phức tạp dành cho cả đồng minh Mỹ và Âu. Hành động của Israel nó đang thể hiện tinh thần thế giới cần phải xây dựng một thế giới đa cực toàn diện. Zelensky thì gửi lời cảnh báo đanh thép cứng rắn dành cho các lãnh đạo của quân đội, bộ quốc phòng Ukraine. Đây sẽ là mấu chốt để châm ngòi cho Maidan mạng. Ukraine quan ngại trước việc phương Tây thúc đẩy đàm phán hòa bình, giám đốc an ninh chia sẻ. Điều này càng cho thấy phương Tây tập thể thực sự mong muốn đàm phán hòa bình và là cơ sở tiếp theo để thực hiện Maidan thứ ba, tuyên bố châm ngòi cho Maidan. Bởi vì hiện tượng thúc đẩy đàm phán hòa bình ngày càng được thúc đẩy ở phương Tây với lệ quan chức của Ukraine. Trong khi đó, Washington ra một thông điệp cho Kiev, một thông điệp cực kỳ cứng rắn là hãy tự cứu chính mình, không ai cứu được các bạn, các bạn hãy tự cứu chính mình. Chấm dứt khoản viện trợ này, không cung cấp đạn pháo và không có lời hứa bảo đảm chiến thắng. Dường như Washington đang nói rằng Kiev hãy tự cứu chính mình. Mặc dù Putin đã đi tới Kiev và nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành viện trợ cho Ukraine, nhưng không nói rằng gói viện trợ là bao nhiêu, viện trợ đến bao giờ, kế hoạch giúp Ukraine chiến thắng như thế nào. Rõ ràng là 100 triệu đô la viện trợ hiện tại nó không giúp cho bù đắp lại những tổn thất vô cùng lớn của lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian vừa qua được. Chính vì lý do đấy mà ông Zelensky mới cáu, mới tức, mới cú, mới đưa ra lời cảnh báo dành cho Mỹ và NATO. Hoa Kỳ không có loại vũ khí nào có thể trở thành cây đũa thần kỳ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố này được người đứng đầu Lầu Năm Góc Austin đưa ra sau chuyến thăm thủ đô của Ukraine. Cho nên ông Zelensky mới cú, mới đưa ra lời cứng rắn rằng Nga vô cùng mạnh. Các ông một là để chúng tôi chiến đấu, hai là các ông sẽ phải chiến đấu. Mặc dù không nêu đích danh nước Nga trong phát biểu của mình, nhưng người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ ra rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh mệt mỏi khi tham gia vào cuộc xung đột với một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Mỹ ngày hôm nay cũng phải thừa nhận Liên bang Nga đang một cường quốc hàng đầu thế giới. Ông Putin nhấn mạnh rằng không có vũ khí nào có thể là đôi đũa thần để giúp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng việc cung cấp vũ khí trang bị là một điều kiện cần này. Có điều kiện đủ để chiến thắng phụ thuộc vào các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các loại vũ khí của phương Tây. Người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận rằng những tháng tới sẽ không dễ dàng đối chính quyền Kiev. Cuộc chiến hiện tại đang rất cam go và tương lai vẫn như thế, không có sự thay đổi. Thế thì chính bản thân Putin thừa nhận là Ukraine đã thất bại và phương Tây không có cơ hội để giúp cho Ukraine. Giới truyền thông bình luận rằng các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Zelensky cũng không đạt được bất cứ điều gì lạc quan mà chỉ có lời hứa mang tính chất động viên. Sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm Kiev không kèm theo dòng tiền viện trợ mới và những vũ khí trang thiết bị hiện đại hơn. Giới truyền thông Ukraine cho biết đòn mạnh đầu tiên là việc Washington quyết định chấm dứt khoản viện trợ
an thần trị giá hàng trăm triệu USD đã chấm dứt tất cả. Ngoài việc Kiev không nhận được thêm tiền, cũng không nhận được bất kể một lời hứa và kế hoạch nào để giúp cho Ukraine có được một chiến thắng trước đó Liên bang Nga. Và gói viện trợ 100 triệu đô la hiện tại, nó chỉ là viên thuốc an thần để giúp cho Ukraine tiếp tục phê pha hoặc là ngủ yên, không được kêu gào chửi bới bậy bạ nữa. Nhưng ngay sau đó, ông Zelensky đã chưa uống viên thuốc an thần đó thì đã lên trên mạng để gửi lời cảnh báo tới Mỹ và Âu. Đó sẽ là động thái châm ngòi Maidan 3. Chính ông Zelensky là người châm ngòi cho vấn đề Maidan 3. Ukraine thì đang gặp những rắc rối vô cùng lớn như ABC News đưa tin. ABC News ấy, dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên cho biết dòng đạn pháo do Mỹ sản xuất đã giảm 30%, khiến cho đà phản công lực lượng vũ trang Ukraine giảm mạnh hơn trước không phải 30%, mà giảm tới 80% về khả năng tấn công vào lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Nguồn tin của mạng lưới chỉ ra rằng vấn đề chính là việc cung cấp đạn pháo 155 mini theo tiêu chuẩn NATO mà theo ông chiếm khoảng 67% tổng nguồn cung của Ukraine. Ông cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ có thể đồng nghĩa việc nguồn cung vũ khí cho Ukraine sẽ bắt đầu cạn kiệt. Chúng tôi đang gặp rắc rối rất lớn về vấn đề đạn dược không còn được cung cấp. Quan chức này nói rằng là cảnh báo rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Ukraine có nguy cơ mất vị thế trên chiến trường với một cái giá vô cùng đắt là giơ cờ trắng đầu hàng để kết thúc xung đột. Quan chức Ukraine tiếp tục phàn nàn rằng trong khi các quan chức Mỹ nói với chúng tôi xung đột Hamas-Israel sẽ không ảnh hưởng đến cam kết, thì những lời đảm bảo của họ hóa ra lại là sai lầm, bởi không có gói viện trợ nào mới dành cho chúng tôi. Tuy nhiên, để phát biểu với ABC, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng chính cuộc khủng hoảng Trung Đông ấy đã buộc Washington phải cắt giảm viện trợ cho Kiev. Ông nhấn mạnh này, diễn biến này hoàn toàn không liên quan gì đến những gì đang xảy ra tại giải Gaza, nhưng cho rằng là các gói quân sự rút quân quyền rút quân của Tổng thống dành cho Ukraine bắt đầu được chuẩn bị trước đó là nhiều tuần. Vì vậy, không có mối liên hệ nào giữa hai cuộc xung đột, vì viện trợ cho Ukraine đã được rút trước đó rồi. Theo báo cáo thì nhận xét của quan chức Ukraine được đưa ra trước chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Austin. Nhưng đến ngày hôm nay thì lời nhận xét này của quan chức Ukraine là đúng, vì phương Tây tập thể chưa có được những kế hoạch và viện trợ cam kết giúp cho Ukraine có chiến thắng, mà chỉ nói rằng sát cánh Ukraine lâu nhất có thể mà thôi. Vị thế của Mỹ thì mất, tiền bạc thì đang mất, bây giờ lại thêm rắc rối ở tại Argentina, xong rắc rối thêm việc phong tỏa Biển Đỏ, rắc rối thêm tình hình ở tại Trung Đông, quân đội Mỹ và lực lượng thân Iran đang bắt đầu nã đạn pháo vào nhau. Tình hình ở Trung Đông thì đang là một sự bê bối lớn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ rằng nhiều quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đang đầu hàng và tháo chạy khỏi chiến trường. Nhiều binh sĩ Ukraine đã đầu hàng vì nhận thấy nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội Nga là vô nghĩa. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chia sẻ, nhận thấy sự vô nghĩa của những nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng ta, nhiều quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở ngoài chiến trường. Quân đội Nga đang tiến hành thành công hoạt động phòng thủ tích cực và tấn công chủ động. Các cụm quân của Nga tiếp tục thực hiện hành động thành công ấy, thế phòng thủ tích cực, tự tin giữ vững các vị thế trên tiền tuyến tiếp xúc ở khu vực chiến đấu, dần dần cải thiện các vị trí chỗ đứng của mình. Lực lượng vũ trang Ukraine không thực hiện được các chiến dịch đổ bộ theo hướng Kherson và bị tổn thất nặng nề khi bước sang tả ngạn sông Dnipro. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng mất hơn 13.700 người trong tháng 11 này. Từ đầu tháng cho đến bây giờ tới 13.700 trong vòng có 20 ngày mà mất tới 13.700 người. Đây được gọi là chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Được gọi là chiến công. Kết quả cho thấy Nga đang phòng thủ tích cực, hiệu quả và chủ động tấn công ở trên các mặt trận. Mọi thứ của Nga đang đứng vững thì phương Tây tập thể đang bị suy yếu. Điều này càng dẫn tới sự thất bại dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ khi mà tìm mọi cách để cô lập Nga, chống lại Nga và sử dụng tới người Ukraine cuối cùng nhằm chống lại Liên bang Nga ngày hôm nay.
thì nó đang lộ diện về những cái bẫy mà Mỹ đang dẫn dắt đồng minh chư hầu của mình rơi vào, từ Trung Đông cho tới đó là Đông Âu. Những gì được cho là bảo vệ quyền lợi của đồng minh, nó chỉ còn tồn tại lại trên báo chí, chứ nó không còn tồn tại lại ở trên hành động, tồn tại trên những hành động nữa, mà chỉ tồn tại lại ở thông cáo báo chí mà thôi. Qua đây chúng ta lại càng khẳng định thế giới đa cực là điều không thể xoay chuyển và xoay chiều, này hiển nhiên phải xảy ra. Thế giới đơn cực khép lại là hiển nhiên, không thể tiếp tục tồn tại thế giới đơn cực, mà Mỹ cũng không có cơ hội để cho thế giới đơn cực có cơ hội tồn tại. Mọi thứ sẽ kết thúc trong tương lai gần. Những tuyên bố chung của BRICS, BRICS cộng gần đây lại càng khẳng định là cán cân quyền lực mạnh mẽ nơi đang phi đô la hóa diện rộng. Trong giao dịch giao thương mại giữa Nga và Trung gần như loại bỏ hoàn toàn đồng đô, và BRICS và BRICS cộng cũng đang thúc đẩy phi đô la hóa cùng phần còn lại của thế giới, càng làm cho vị thế của Mỹ bị mất đi. Đồng minh chư hầu Hoa Kỳ tiếp tục xa lầy cùng với lại Hoa Kỳ. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.